Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của công ty Hồng Ký. Thưa quý vị, ở video trước, chúng tôi đã giới thiệu đến cho quý vị hai dòng sản phẩm mới nhất và cao cấp bậc nhất của Hồng Ký. Đó chính là máy hàng Mid 250 Pro 1 và Mid 250 Pro 3. Về cấu tạo và chức năng, hai dòng sản phẩm này hoàn toàn giống nhau, chỉ khác ở một điểm duy nhất, đó chính là Mid 250 Pro 1 sử dụng dòng điện 1 pha 220V, còn Mid 250 Pro 3 sử dụng dòng điện 3 pha 380V. Và trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị cách lắp đặt và vận hành của máy Mid 250 Pro 3 và cách thực hiện này sẽ tương tự với Mid 250 Pro 1. Và thưa quý vị, trước khi vào nội dung chính của ngày hôm nay, Phạm Tuân xin giới thiệu một lần nữa về máy hàng Mid 250 Pro 3 cũng như là những ưu điểm của máy. Mid 250 Pro 3 thuộc dòng Pro cao cấp do Hồng Ký nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam. Máy sử dụng điện 3 pha 380V, có công suất đầu vào là 9,8 kV-A, 7,9 kW, sử dụng dây hàng từ 0.8 đến 1.2 mm. Mid 250 Pro 3 điều chỉnh dòng điện ra từ 100 đến 250A. Đây là sản phẩm đa dụng vì có thể hàn trên các kim loại như sắt, thép, inox. Máy tích hợp sử dụng trong xưởng sản xuất, gia công cơ khí hoặc các công trình xây dựng. Sản phẩm ra đời hướng tới phục vụ các thợ hàn chuyên nghiệp, thợ cơ khí lành nghề. Thưa quý vị, máy hàn điện tử Mid 250 Pro 3 và Mid 250 Pro 1 có hai điểm đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị. Điểm đặc biệt đầu tiên là máy không có phích cắm để cắm vào ổ điện giống như các loại máy hàn thông thường. Vì máy hàn Mid 250 Pro 3 và Mid 250 Pro 1 được thiết kế chuẩn công suất 250A. Vì vậy, nguồn điện tiêu thụ vào sẽ lớn hơn khả năng chịu tải của ổ cắm thông thường. Ngoài ra, hai máy này được thiết kế dùng chủ yếu trong công nghiệp, vì vậy việc đấu nối trực tiếp dây nguồn vào cầu dao sẽ đảm bảo an toàn cho người sử dụng lẫn máy. Điểm đặc biệt thứ hai là máy được trang bị hệ thống quạt tản nhiệt hiện đại. Cơ chế hoạt động của quạt tản nhiệt như sau: khi máy mới vận hành, quạt tản nhiệt không hoạt động. Chỉ khi nhiệt độ trong máy lên đến khoảng 52 độ C, quạt tản nhiệt mới hoạt động. Sau khi làm mát, nhiệt độ trong máy giảm còn khoảng 40 độ C. Khi này, quạt tản nhiệt sẽ tự động ngưng. Quạt tản nhiệt không chỉ giúp làm mát các linh kiện điện tử, tiết kiệm điện năng mà còn giảm thiểu lượng bụi bẩn hút vào máy. Đi kèm với máy Mid 250 Pro 3 là bộ phụ kiện chính hãng gồm một bộ súng hàng Mid, bét hàng 0.8mm, 1mm, 1.2mm, một bộ dây kẹp mask 300A, một đồng hồ khí CO2, một ống dẫn cấp khí, con lăng dẫn dây hàng 0.8mm, 1mm và 1mm đến 1.2mm. Ngoài ra, còn có kèm mỏ nhọn, mỏ led, vít ba ke, vít dẹp, búa. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, quý vị cần trang bị thêm mặt nạ hàn, găng tay, quần áo, yếm da chống cháy và giày bảo hộ. Trước tiên, chúng ta mở nắp hộp bảo vệ cuộn dây hàn. Sau đó, tháo nắp giữ ống cố định cuộn dây. Đưa cuộn dây vào ống giữ cuộn dây. Đóng nắp giữ ống cố định cuộn dây. Cuối cùng, đóng nắp hộp bảo vệ cuộn dây. Tiếp theo, chúng ta mở nắp chắn bộ phận cắp dây. Ở đây, chúng ta gạt thanh chỉnh sức ép sang trái. Thanh chứa con lăng ép dây sẽ được bật lên. Sau đó, xoay nắp giữ con lăng ngược chiều kim đồng hồ để tháo nắp. Ở đây, chúng tôi cung cấp cho quý vị hai con lăng. Một con lăng có rãnh là 0.8mm và 1mm. Con lăng còn lại có rãnh là 1mm và 1.2mm. Lưu ý, khi chúng ta lắp cần lựa chọn kích thước của rãnh phù hợp với đường kính dây hàn. Ví dụ đường kính dây hàn là 0.8mm thì rãnh con lăng được chọn là 0.8mm. Tương tự như vậy với đường kính dây hàn là 1mm và 1.2mm. Lắp con lăng dẫn dây vào trục motor. Sau đó, xoay nắp giữ con lăng theo chiều kim đồng hồ để siết chặt. Tiếp theo, chúng ta luồn dây hàn từ cuộn dây qua ống dẫn dây. Kế đó, giữ dây qua rãnh con lăng và xuyên vào ống dẫn dây để vào súng hàn. Sau đó, gạt thanh chỉnh sức ép sang phải. Lưu ý, ở đây chúng ta xoay thanh chỉnh sức ép để tăng hoặc giảm sức ép lên thanh chứa con lăng dẫn dây. Xoay cùng chiều đồng hồ để tăng, ngược chiều để giảm sức ép lên dây.
Tiếp theo, ta lắp súng hàng mid vào chốt kết nối súng hàng mid trên máy. Đối với phương pháp hàng mid, súng hàng sẽ kết nối với cực dương của nguồn đầu ra. Kẹp mask sẽ kết nối với cực âm nguồn đầu ra. Sau đó cho kẹp mask tiếp xúc với vật hàng. Trước tiên, ta kết nối đồng hồ đo khí CO2 vào bình khí. Sử dụng cle hoặc mỏ lết để siết chặt răng của đồng hồ khí. Lưu ý, để thước đo của lưu lượng khí luôn đứng. Tiếp theo, lắp cố định một đầu ống dẫn khí vào chốt kết nối khí ở mặt sau của máy. Dùng cao su non, vít siết chặt cổ dê để tránh tình trạng thoát khí. Đầu còn lại lắp và cố định vào vòi dẫn khí từ đồng hồ CO2. Dùng cao su non, vít siết chặt cổ dê để tránh tình trạng thoát khí. Tiếp theo, lắp dây nguồn của đồng hồ khí vào ổ nguồn 36V ở mặt sau của máy nếu đang sử dụng đồng hồ đo khí CO2 cho nguồn 36V. Nếu đang sử dụng đồng hồ CO2 dành cho nguồn 220V, không được cắm vào nguồn 36V trên máy mà phải cắm vào nguồn 220V theo đúng với yêu cầu của nhà sản xuất, nếu không sẽ gây hư hỏng đồng hồ. Nối dây nguồn máy vào CB 3 pha, CB 63A, 80A đối với mid 250 Pro 3. Bật CB nguồn sang on. Sau đó ấn giữ nút ra dây nhanh trên mặt trước máy cho dây chạy ra đến đầu súng hàng. Tiếp theo, ta lắp bét tiếp điện và chụp khí vào súng hàng và siết chặt. Đảm bảo kích thước bét tiếp điện phù hợp với kích thước dây hàng. Nếu lỗ trên bét tiếp điện lớn hơn kích thước dây hàng được sử dụng, có thể làm dây hàng tiếp xúc không hoàn toàn với thành trong của bét tiếp điện, gây ra tình trạng hồ quang không ổn định, hoặc kích thước dây lớn hơn kích thước lỗ trên bét tiếp điện sẽ gây ra tắc nghẽn dây hàng. Vừa rồi kỹ thuật của chúng tôi đã tiến hành test máy hàng Mid 250 Pro 3. Như quý vị đã thấy, máy Mid 250 Pro 3 hàng rất êm, sướng tay, độ ngấu sâu, cho ra mối hàng rất đều và đẹp. Thưa quý vị, như vậy là chúng tôi đã hoàn tất lắp đặt và vận hành máy hàng Mid 250 Pro 3. Hy vọng rằng với video này quý vị sẽ sử dụng sản phẩm dễ dàng hơn. Và nếu như quý vị quan tâm sản phẩm, vui lòng để lại tên cũng như là số điện thoại ở phía dưới phần comment. Chúng tôi sẽ liên hệ và tư vấn tận tình. Và nếu như thấy video này khả dụng, vui lòng cho chúng tôi một like cũng như một subscribe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.